Minh Đường Tử Vi hoan hỉ chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi 12 con giáp ngày 24 tháng 10 năm 2021 chi tiết chính xác nhất. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi hôm nay của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý được thực thần chiếu cố nên những ai làm nghề tự do có thể thu được một khoản tiền lương kha khá. Đó là khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức mà bạn đã bỏ ra trong suốt khoảng thời gian qua. Với bản tính ôn hòa cũng như cách cư xử khéo léo, bản mệnh nhận được sự yêu mến và tin tưởng của mọi người xung quanh. Nếu cứ tiếp tục mở rộng các mối quan hệ, bạn sẽ có cơ hội gặp gỡ quý nhân, tăng cơ hội kiếm tiền cho mình. Tuy nhiên, thủy khắc hỏa, mối quan hệ giữa con giáp này và người nhà không được như ý muốn vì đôi bên bất đồng quan điểm với nhau. Bản mệnh không nên khăng khăng theo ý mình và bác bỏ ý kiến của nửa kia một cách vô lý. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim. Đi xa bất lợi, làm gì cũng gặp trở ngại, công việc nảy sinh các vấn đề ngoài dự tính cần phải giải quyết nhanh chóng. Giao thiệp với phái nữ bất lợi, có tin tức không tốt cho thân nhân ở xa, hao tốn về xe cộ, máy móc, tài lộc kém. Tử vi tuổi Bính Tý, thuộc mệnh Thủy. Dù có muốn đi tìm bè bạn, hoặc quý nhân giúp đỡ cho mình về tiền bạc hoặc cho ý kiến thì họ cũng không có khả năng, hoặc không gặp mặt. Chỉ nên ngồi yên và tìm cách hòa hoãn. Có tin tức hoặc sự việc thay đổi gây lúng túng cho mình. Có tin tức ở xa, tài lộc nhỏ. Tử vi tuổi Mậu Tý, thuộc mệnh Hỏa. Vận mạng, gia đạo hanh thông và hòa thuận, hoặc nhà có tin vui, tiệc tùng, đình đám, có khách đến. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên đi quá giới hạn của nó, chỉ đem đến sự mệt nhọc và phiền toái. Có tin xa, tài lộc tốt, có lộc ăn, quà tặng và cũng có hao tốn về sự mua sắm, tu bổ. Tử vi tuổi Canh Tý, thuộc mệnh Thổ. Nếu muốn cho mọi việc tốt đẹp thì phải chịu khó, sẽ gặp may mắn hoặc có quý nhân giúp đỡ. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt hoặc tiểu tiết mà bỏ qua cơ hội. Sẽ có tin vui, ngày thuận lợi cho việc gặp gỡ, họp mặt, cuộc vui, nhưng có sự chậm trễ, hoặc không được như ý. Tử vi tuổi Nhâm Tý, thuộc mệnh Mộc. Ngày có sự gặp gỡ thân nhân, bè bạn, hoặc có người đem tin đến về việc mình mong cầu đã có kết quả. Nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Tuy nhiên mọi việc cũng không nên đi quá giới hạn của nó, chỉ đem đến sự mệt nhọc và phiền toái. Có tin xa, tài lộc tốt, có lộc ăn, quà tặng và cũng có hao tốn về sự mua sắm, tu bổ. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, dưới sự nâng đỡ của thiên ấn, người tuổi Sửu làm trong các lĩnh vực khoa học, nghệ thuật, dịch vụ. Nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh. Bạn có cơ hội phát huy điểm mạnh của mình, giúp đơn vị phát triển nhanh chóng. Song bản mệnh cần chú ý mở rộng mối quan hệ với người khác, không nên sống ích kỷ, bo giữ mình. Nếu bạn giúp đỡ mọi người vào lúc này thì lúc khác, khi bạn gặp khó khăn cũng sẽ được người khác giúp đỡ. Hỏa sinh Thổ, người tuổi này rất hòa hợp với nửa kia của mình. Cho dù gặp phải chuyện gì đi nữa, bạn cũng sẽ tâm sự và thảo luận nghiêm túc cùng với người ấy để đưa ra những quyết định thống nhất. Tử vi tuổi Ất Sửu, thuộc mệnh Kim. Không nên nản chí khi phải gặp vấn đề như bức tường thành chắn ngang trước mặt chặn bước tiến của mình, cần phải vươn lên, hoặc tỏ bày ý kiến, lập trường của mình cho mọi người biết. Sự mong cầu về tiền bạc tài lộc còn chậm, hoặc chỉ có tin, lời hứa, hoặc có tiền mà phải có trách nhiệm bảo bọc cho một công việc cá nhân. Chuyện tình cảm không nên mong cầu, không tốt, có tin buồn, sức khỏe không tốt. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thuộc mệnh Thủy. Nên giới hạn mọi việc giao thiệp qua lại, cẩn trọng về lời ăn tiếng nói, tất cả đều không tốt, dễ đem đến sự phiền toái. Có tin buồn, việc làm ăn còn nhiều khó khăn, chưa phải là lúc tiến lên. Cũng nên dè chừng những nguồn tin, e rằng sự xấu còn hơn. Ngày dễ gặp những chuyện bực mình, hoặc nghe tin bất lợi cho mình hoặc của người thân, bè bạn. Hao tốn về mua sắm, quà tặng, thăm hỏi. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, thuộc mệnh Hỏa. Mọi việc đều không tốt, chớ nên tìm kiếm bày vẽ thêm, chỉ mang lại nhiều rắc rối, u sầu. Có nhiều tin tức đến dồn dập khiến phải âu lo về bổn mạng, sức khỏe, công danh của mình, về người thân. Không nên tính toán mưu cầu tiền bạc, sẽ không có kết quả. Nếu có người mưu tính hùn hạp cũng là điều không nên, e có sự lợi dụng hoặc mích lòng. Có tin buồn, tâm tình bất an, hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Tân Sửu, thuộc mệnh Thổ. Làm việc gì cũng không nên hấp tấp vội vàng vì sự việc luôn luôn đến hai lần. Ngày có nhiều bất an, lo toan, có tin buồn, đình đám, có sự tổn hại về danh dự, uy tín, hoặc không được như ý về bếp núc, ăn uống. Cần phải dè dặt khi có sự lời qua tiếng lại với người trên vì họ đang có chuyện buồn hoặc bị hao tốn. Tử vi tuổi Quý Sửu, thuộc mệnh Mộc. không nên tranh cãi và cũng không nên nghe lời người khác. Sự việc hay có sự thay đổi bất ngờ, có nhiều tin tức đến dồn dập khiến phải âu lo về bổn mạng, sức khỏe, công danh của mình, về người thân. Không nên tính toán mưu cầu tiền bạc sẽ không có kết quả. Nếu có người mưu tính hùn hạp cũng là điều không nên, e có sự lợi dụng hoặc mích lòng. Có tin buồn, tâm tình bất an, hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Dần. Trong ngày phạm cục diện tương hình, người tuổi Dần sẽ phải gánh vác nhiều công việc nặng nhọc mà không nhận được sự giúp đỡ của đa số mọi người. Bạn nhận ra rằng mình nên chủ động trong nhiều việc chứ không nên phụ thuộc vào người khác. Dù công việc chồng chất, bạn cũng chớ nên sốt ruột mà hãy chú ý giải quyết từng công việc một cho thật tốt. Đừng làm cẩu thả chỉ vì muốn xong việc, theo tử vi hàng ngày cho thấy, bởi chỉ cần mắc sai sót ở một bước rất nhỏ thôi là bạn sẽ phải bắt đầu lại từ đầu đấy. Theo Hải Thượng Lãn Ông, ngày 19 âm lịch Nhân Thần ở phía trong, ở xương cùng, đầu gối, bàn chân và sau ống chân. Tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích tại vị trí này. Tử vi tuổi Giáp Dần, thuộc mệnh Thủy. Cần phải gặp quý nhân hoặc người trên của mình để hỏi ý kiến, hoặc chờ đợi tin tức khác. Nên ra ngoài xem xét, không nên ngồi tại chỗ. Nhưng khi quyết định thì phải có tính cương quyết, mạo hiểm. Nên hoàn trả tiền bạc đến hạn kỳ hoặc các đồ đạc vật dụng không còn thích hợp. Trong vấn đề tình cảm nên có thái độ dứt khoát. Có tin tức hoặc lời nhắn của bạn bè, thân nhân ở xa về chuyện tình cảm, chuyện của người xưa. Học các nghề nhiếp ảnh, vi tính, gia công chế biến, thời trang, siêu thị, kiến trúc, địa ốc. Tử vi tuổi Bính Dần, thuộc mệnh Hỏa. Ngày gặp những chuyện không tốt, mọi tính toán đều không thích đáng, khó có phương hướng giải quyết. Không nên mưu cầu những việc lớn lao chỉ đem lại sự thất bại, và còn bị vướng mắc lôi thôi. Đừng tin vào dư luận và những người đến với mình bàn bạc. Sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, có tin buồn. Đề phòng rủi ro. Tử vi tuổi Mậu Dần, thuộc mệnh Thổ. Ngày chỉ nên giải quyết những công việc đã có sự đáo hạn, đến hẹn, đính ước, giao kết. Nếu có lời mời hùn hạp hoặc dự định ở trong tương lai thì không nên quyết định nhanh chóng mọi việc chưa có thời cơ thuận lợi, hoặc chỉ nên nhận tiền nhưng cần phải bàn thảo thêm. Có sự hao tốn về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Nhà có khách đến, có tiệc nhỏ, có tài lộc. Tử vi tuổi Canh Dần, thuộc mệnh Mộc. Có tin đi xa hoặc thay đổi về công việc, công danh. Sự mong cầu về tiền bạc tuy chậm nhưng sẽ có kết quả, miễn là mình có chịu sự thiệt thòi đôi chút. Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu hoặc có sự rời hẹn, sai hẹn hoặc bất đồng ý kiến. Nên nhẫn nại, tương lai sẽ có kết quả như ý. Có tin tức ở xa. Tử vi tuổi Nhâm Dần, thuộc mệnh Kim. Mọi việc nên chậm rãi giải quyết, và nếu có thể được thì nên thay đổi tình trạng hiện tại sẽ có sự tốt đẹp. Đi đâu cũng nên có lời nhắn vì sẽ có người hoặc quý nhân tìm đến, hoặc có tin xa. Nếu có hẹn thì nên đến đúng hẹn vì cũng có người mong muốn công việc như mình. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Mão. Mộc sinh hỏa cho thấy mối quan hệ giữa người tuổi Mão và gia đình rất hòa hợp. Các thành viên trong nhà không tranh cãi mà luôn thảo luận với nhau để tìm ra phương án giải quyết mọi vấn đề. Nửa kia của bạn là một người rất thấu hiểu và tâm lý. Có nhiều khi người ấy có thể đoán được suy nghĩ và mong muốn của bạn mà không cần bạn phải cất lời. Hãy trân trọng tình cảm mà hai người đang có. Thiên tài còn cho thấy bản mệnh dễ phát tài nhờ các công việc tay trái hoặc nhờ vào vận may của mình trong các trò may rủi. Nếu có tiền nhờ ăn may, bạn chớ nên tự đắc rồi tiêu xài hoang phí. Hãy sử dụng số tiền đó một cách ý nghĩa hơn. Tử vi tuổi Ất Mão, thuộc mệnh Thủy. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm chạp hoặc chỉ nhận được tin tức. Nguyên do là người mình mong cầu gặp trở ngại về công việc, hoặc có chuyện buồn phiền về tình cảm, hoặc phải đi xa chưa trở về kịp. Chuyện tình cảm không nên cưỡng cầu và cũng không nên hấp tấp vội vàng tiến nhanh. Không có kết quả. Tử vi tuổi Đinh Mão, thuộc mệnh Hỏa. Có nhiều sự thay đổi bất ngờ khiến cho công việc phải tạm thời bỏ dở, hoặc làm việc trong sự âu lo. Có tin buồn, mọi việc đều không nên tiến hành, dễ gặp sự thất bại rủi ro đáng tiếc. Cẩn trọng về sức khỏe, bổn mạng trong mọi hành động dễ gặp tai nạn, hoặc phải gánh vác những chuyện nặng nhọc hoàn toàn bất lợi. Sự mong cầu về tình cảm đều không tốt. Tử vi tuổi Kỷ Mão, thuộc mệnh Thổ. Mưu cầu về công danh, tiền bạc là điều không nên. Đi xa hoặc di chuyển cũng bất lợi. Nếu có đi thì cũng vì chuyện buồn, tin xấu đến cần phải đi. Nên cẩn trọng khi sử dụng phương tiện xe cộ, máy móc. Lời nói phải giữ gìn, dễ có sự hiểu lầm. Có tin về tăng ma, đau ốm, tai nạn, và cũng có tin tốt về tình cảm hoặc được người mời dự tiệc vui chơi. Tử vi tuổi Tân Mão, thuộc mệnh Mộc. Có cuộc hẹn cần phải đi, hoặc có sự thay đổi trong công việc làm ăn do có tin tức hoặc sự việc mới xảy ra. Giữa đường có sự trở ngại chậm trễ chút ít, ngày có sự họp mặt tiệc tùng, gặp bạn, vui chơi. Có tài lộc, hao tốn về mua sắm. Có nhiều người hoặc sự việc đến liên tục bận rộn cả ngày. Kết quả công việc còn chậm, gặp lại người cũ. Tử vi tuổi Quý Mão, thuộc mệnh Kim. Không nên phân trần, giải bày mà hãy tiến hành thì mới thuyết phục được người khác. Cũng không nên nghe những chuyện rầy rà, phiền toái không dính líu đến mình. Nếu có sự gặp gỡ cuộc vui, đám tiệc cũng không vừa ý, hoặc trong đó có người muốn nhờ mình giúp đỡ, và cũng không nên kéo dài. Đi xa hoặc di chuyển cũng bất lợi, hoặc khó quay về. Nếu có đi thì cũng vì chuyện buồn, tin xấu đến cần phải đi. Tử vi tuổi Thìn. Chính ấn giúp sức, người tuổi Thìn có chức có quyền khẳng định được vị thế, vai trò của mình. Bạn đưa ra được những quyết định quyết đoán, giúp tập thể bước qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục phát triển. Nếu là người làm công ăn lương, bạn khiến cấp trên ấn tượng bởi những gì mà mình đã thể hiện. Đây là lúc bạn tiếp tục cố gắng chứ không nên kiêu ngạo, ngủ quên trên chiến thắng. Xem ngày tốt xấu theo nhị thập bát tú, hôm nay là ngày khởi công tạo tác, mọi việc đều tốt. Thứ nhất là xây dựng nhà, chôn cất, cưới gã, xuất hành, đi thuyền, mưu sự, chặt cỏ phá đất, cắt áo. Tử vi tuổi Giáp Thìn, thuộc mệnh Hỏa. Công việc dù có khó khăn đến đâu cũng nên tiến hành vì sẽ có cơ hội tốt hoặc được quý nhân giúp đỡ. Nên thay đổi tình trạng, hoàn cảnh hiện tại hoặc đi xa, rời chỗ. Sự mong cầu về tiền bạc, tài lộc còn chậm, hoặc có tin tức về tiền bạc nhưng chưa đến tay mình. Nên chịu sự thiệt thòi trước sẽ có lợi sau. Nếu thấy có lợi thì nên dừng bước, không nên tiếp tục. Tình cảm tốt. Tử vi tuổi Bính Thìn, thuộc mệnh Thổ. Ngày xấu. Càng hành động thì càng bị ràng buộc rắc rối, hoặc phải làm trong tình trạng bị ép uổng, miễn cưỡng, bị trách oán. Cũng không nên tin tưởng vào kinh nghiệm, tay nghề của mình, chưa hẳn đã là phù hợp. Mọi việc chưa có thể kết thúc, nên chờ vào một dịp khác. Có tài lộc nhỏ, hao tài về tu bổ, sửa chữa, mua sắm, giao thiệp. Tử vi tuổi Mậu Thìn, thuộc mệnh Mộc. Không nên hấp tấp vội vàng tiến lên, dễ bị lún sâu. Tốt hơn nên noi lối cũ, an phận thủ thường. Có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn dè dặt, hoặc có người châm trích. Mọi việc cứ để yên chưa phải lúc. Chuyện tình cảm, tình duyên thoải mái vui tươi. Tài lộc trung bình, hao tài về giao thiệp, mua sắm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Tử vi tuổi Canh Thìn, thuộc mệnh Kim. Mọi việc đều không nên vội vàng khi có gặp sự sai hẹn, lỡ hẹn, chậm trễ. Mọi việc dễ bị phá ngang, bỏ dở, hoặc có rủi ro, chuyện buồn. Nên có sự tu bổ, sửa chữa, chỉnh trang, mua sắm đồ đạc vật dụng cho nhà cửa, văn phòng. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm hoặc có mà không được như ý. Có tin tức về công việc đã kết thúc hoặc có tin mới về công việc sắp tới đã được dự tính trước. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, thuộc mệnh Thủy. Tốt hơn nên noi theo lối cũ, an phận thủ thường, nếu muốn thay đổi thì cần có ý kiến của nhiều người. Ngày có sự hoàn tất công việc hoặc có sự đáo hạn, định kỳ. Có tin vui, gặp người tốt, có người muốn nâng đỡ mình nhưng còn dè dặt vì e sợ có người châm trích. Mọi việc cứ để yên chưa phải lúc. Chuyện tình cảm, tình duyên thoải mái vui tươi. Tài lộc trung bình, hao tài về giao thiệp, mua sắm, tiền của sự đáo hạn, định kỳ. Tử vi tuổi Tỵ. Chính quan mang lại nhiều dấu hiệu tốt cho người tuổi Tỵ đang muốn chinh phục con đường học hành. Bạn nhanh chóng tiếp thu kiến thức và vận dụng một cách linh hoạt vào bài tập hay là với công việc trước mắt. Tinh thần trách nhiệm cao là một trong những yếu tố chính khiến bạn nhanh chóng được tôn trọng và cất nhắc. Bạn nên tiếp tục cố gắng chứ không nên ngủ quên trên chiến thắng. Hỏa vượng nhắc nhở con giáp này không nên cư xử quá nóng nảy. Nếu có việc gì gây khó chịu, bạn không nên giữ trong lòng rồi đến một lúc nào đó bùng nổ mà nên tâm sự với những người đáng tin cậy xung quanh. Tử vi tuổi Ất Tỵ, thuộc mệnh Hỏa. Ngày tuổi của bổn mạng, hãy nên suy nghĩ chín chắn trước khi hành động hoặc góp ý kiến. Sự việc sẽ không có kết quả nhanh chóng như mình đã nghĩ và chưa chắc ý kiến thật lòng của mình không bị hiểu lầm. Sự mong cầu về tin tức, tài lộc còn chậm. Ngày có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm, dọn dẹp hoặc có đình đám. Có tin buồn. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, thuộc mệnh Thổ. Ngày tuổi của bổn mạng, mọi việc đều phải cẩn trọng và chậm rãi. Chớ nên để hoàn cảnh hoặc người khác lôi cuốn vào những chuyện không đâu chỉ đưa đến hao tài mà còn mang tiếng thị phi, tranh cãi. Chỉ nên ngồi yên hoặc làm những công việc lặt vặt trong nhà. Nội bộ gia đạo cũng không nên gây sự bất hòa vì những chuyện ở bên ngoài. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, thuộc mệnh Mộc. Ngày tuổi của bổn mạng, chớ nên hấp tấp vội vàng hành động hoặc ăn nói dễ bị trách oán, hiểu lầm. Chớ nên để bị lôi cuốn vào lời nói của người khác. Ngày gặp bè bạn, thân nhân hoặc có tin xa. Gia đạo ồn ào, bận rộn. Tài lộc trung bình nhưng cũng không nên đầu tư, hùn hạp. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim. Ngày tuổi của bổn mạng. Sự mong cầu nhanh chóng về công danh cũng như về tài lộc tuy không có kết quả như ý nhưng vẫn tốt. Nên hãy để tự nhiên. Có nhiều người hoặc sự việc đến cần phải giải quyết hoặc thay đổi. Có sự họp mặt gặp gỡ hoặc có tin xa về tình cảm giao thiệp. Tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc mệnh Thủy. Không nên tranh cãi và cũng không nên nghe lời người khác. Sự việc hay có sự thay đổi bất ngờ. Có nhiều tin tức đến dồn dập khiến phải âu lo về bổn mạng, sức khỏe, công danh của mình về người thân. Không nên tính toán mưu cầu tiền bạc sẽ không có kết quả. Nếu có người mưu tính hùn hạp cũng là điều không nên, e có sự lợi dụng hoặc mích lòng. Có tin buồn, tâm tình bất an, hao tài về mua sắm, tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Ngọ. Nhờ có tam hội nâng đỡ, công việc của người tuổi Ngọ tiến triển thuận lợi, chỉ cần hết mình vì công việc thì chắc chắn bạn sẽ đạt được kết quả đáng mừng. Hãy tự tin hơn nữa vào khả năng của mình. Các mối quan hệ xã giao của con giáp này cũng vô cùng hài hòa. Thậm chí, bạn có cơ hội gặp được quý nhân vào chính ngày hôm nay. Quý nhân sẽ vạch ra giúp bạn những hướng đi đúng đắn, khiến tương lai rộng mở. Nếu có việc cần phải xuất hành trong ngày hôm nay, bản mệnh nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Đông Nam để gặp Tài Thần. Hai hướng đi này sẽ giúp công việc của bạn gặp nhiều điều thuận lợi hơn. Tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc mệnh Kim. Không nên theo đường lối cũ, đã đến lúc phải thay đổi mọi việc về phương hướng cũng như về tình cảm. Ngày của sự đáo hạn, đính ước, hẹn ước, kết thúc công trình, giai đoạn. Có tin xa, tiền bạc vào ra thất thường, hoặc có mà chưa đến tận tay. Nên cố gắng chờ đợi vì có sự chậm trễ hoặc rời hẹn. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc mệnh Thủy. Mọi sự đều thay đổi. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Chuyện tình cảm, vui chơi, giao thiệp không nên kéo dài sẽ gặp chuyện không như ý, vướng mắc vào chuyện mình không thích. Có tin không tốt ở xa. Thêm một chuyện thà bớt đi một chuyện sẽ đỡ đi chuyện nặng lòng. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Hao tốn về mua sắm, tiệc tùng, quà tặng hoặc chỉ có niềm vui chốc lát. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hỏa. Ngày có nhiều sự bận rộn về công việc đã được định trước và có những chuyện không mong mà đến. Có tin tức ở xa về tình cảm, hôn nhân, thi cử. Có sự may mắn về tiền bạc nhưng cũng hao về vui chơi, đình đám, giao thiệp. Mọi việc nên để tự nhiên, không cần phải nêu lên ý kiến của mình vì tất cả đã có chủ định. Tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc mệnh Thổ. Ngày có sự thay đổi mọi việc từ công danh cho đến tình cảm, sức khỏe, việc làm. Có sự họp mặt, hội ngộ với bè bạn, người thân. Có tin xa, có khách đến, người có vai trò quan trọng đối với mình. Tài lộc trung bình, tiền đáo hạn, định kỳ. Việc di chuyển nên đề phòng rủi ro, tai nạn nhỏ, hoặc đi mà không vừa ý. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mệnh Mộc. Có sự may mắn về tiền bạc nhưng cũng hao về vui chơi, đình đám, giao thiệp. Mọi việc nên để tự nhiên, không cần phải nêu lên ý kiến của mình vì tất cả đã có chủ định, hoặc việc phải bị bỏ dở, sai hẹn, chờ đợi lâu lắc. Ngày có nhiều sự bận rộn về công việc đã được định trước và có những chuyện không mong mà đến. Có tin tức ở xa về tình cảm, hôn nhân, thi cử. Tử vi tuổi Mùi. Hỏa sinh Thổ, người tuổi Mùi còn độc thân có một ngày vô cùng đào hoa. Bạn dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái nhờ những nét tính cách độc đáo của mình. Tuy nhiên, bạn không nhất thiết phải vội vàng đưa ra quyết định đến với ai đó. Những người đã lập gia đình có một ngày rất bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến bạn luôn tin tưởng tâm sự với người ấy mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Tin rằng hai vợ chồng bạn có thể đồng lòng vượt qua mọi khó khăn. Thiên ấn cho thấy trong công việc bạn là người có khả năng phản ứng nhanh nhạy khi đối diện với mọi vấn đề. Đây chính là điểm mạnh bạn cần phải phát huy nếu muốn thăng tiến. Tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim. Sức khỏe không tốt, có nhiều sự lo âu về công danh, tài lộc cũng như về tình cảm, có sự thay đổi bất ngờ, hoặc nghe được tin tức về chuyện này. Có tin buồn, nếu có tiệc tùng đình đám, hò hẹn, vui chơi cũng không được như ý. Hao tài về tu bổ, sửa chữa, mua sắm, tiền định kỳ. Sự mong cầu về tiền bạc khó khăn. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy. Mọi dự tính đều gặp phải sự thay đổi bất ngờ do hoàn cảnh bên ngoài đưa đến. Có tin buồn, chỉ nên tu bổ sửa chữa, mua sắm những gì cần thiết còn thiếu thốn. Có tin xa, ngày không nên mưu cầu, hoặc giải quyết những việc lớn. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa. Việc đời còn lắm ngang trái buồn phiền, nếu bạn có gặp trở lực hoặc lâm vào thế kẹt cũng không nên chán nản, sẽ có người giúp đỡ mình, và mọi chuyện sẽ qua. Ngày có nhiều tin buồn hoặc sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, hoặc bận rộn vì chuyện tu bổ, sửa sang, mua sắm, chữa bệnh. mong cầu về tiền bạc còn chậm, nếu có thì cũng phải có sự chi phí khá nhiều. Đi xa bất lợi, có tin xa. Tử vi tuổi Tân Mùi, thuộc mệnh Thổ. Có cuộc đi xa hoặc di chuyển, dù có trở ngại chút ít. Nên đến nơi việc cần thiết kẻo có sự sai hẹn, có sự tu bổ sửa chữa hoặc cần phải bàn thảo lại cho công việc. Có sự hội họp gặp gỡ, đình đám, vui chơi. Có tin buồn, có tài lộc. Tử vi tuổi Quý Mùi, thuộc mệnh Mộc. Ngày có nhiều tin buồn hoặc sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, hoặc bận rộn vì chuyện tu bổ, sửa sang, mua sắm, chữa bệnh. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, nếu có thì cũng phải có sự chi phí khá nhiều. Đi xa bất lợi, có tin xa, việc đời còn lắm ngang trái buồn phiền, nếu bạn có gặp trở lực hoặc lâm vào thế kẹt cũng không nên chán nản, sẽ có người giúp đỡ mình, và mọi chuyện sẽ qua. Tử vi tuổi Thân. Dưới tác động của nhị hợp, người tuổi Thân vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng. Bạn nhanh chóng tiếp thu kiến thức mới, giúp công việc tiến triển vô cùng thuận lợi. Trong cuộc sống, bạn luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, song không phải ai cũng biết ơn lòng tốt của bạn, thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội để tổn hại đến bạn nữa. Vì vậy, bạn cần chú ý để đánh giá con người chính xác hơn. Hỏa khắc kim, mệnh chủ dễ khắc khẩu với nửa kia trong ngày do ý kiến của đôi bên xảy ra mâu thuẫn. Khi cả hai người đều đang nóng nảy thì tốt nhất nên tạm dừng cuộc nói chuyện và đợi thời điểm thích hợp hơn thì thảo luận lại. Tử vi tuổi Giáp Thân, thuộc mệnh Thủy. Dù có quý nhân, bè bạn, cơ hội đến đem lại lợi ích cho mình, hoặc có tin tốt, cũng không nên hấp tấp hành động, sẽ không có kết quả trọn vẹn. Việc cầu tài thì khó khăn, phải có sự tiêu hao, hoàn trả chi dụng những việc cần thiết, đáo hạn. Nếu có tài lộc cũng nhọc nhằn hoặc cũng phải có điều kiện. Tiền vào nhanh ra nhanh, có món lợi nhỏ. Dây dưa vào chuyện tình cảm một cách sâu đậm sẽ không đi tới đâu. Có sự phật lòng nhỏ hoặc không vừa ý trọn vẹn. Đề phòng rủi ro. Tử vi tuổi Bính Thân, thuộc mệnh Hỏa. Tốt hơn là nên giữ hòa khí, thà chịu thiệt thòi một chút sẽ có lợi về sau. Không nên tranh cãi, phân trần. Mong cầu về tin tức, chỉ nghe những chuyện không tốt, hoặc chỉ là vấn đề tình cảm giao thiệp vu vơ. Ngày chỉ nên làm việc bình thường, mọi ý kiến chỉ nên ghi nhận. Chưa phải là lúc quyết định. Tài lộc bình thường, có sự mua sắm nhỏ. Tử vi tuổi Mậu Thân, thuộc mệnh Thổ. Còn đám mây mù che khuất, mọi việc chưa phải là lúc tiến hành vì còn nhiều trở ngại do công việc hoặc người mình mong muốn lại không đến. Nếu có đến lại không đúng như mình đã nghĩ, chờ đợi tin tức còn chậm hoặc không được như ý. Ngày có sự tiến thoái lưỡng nan, nên ngồi yên và chờ một dịp khác. Có tài lộc nhỏ, chuyện tình cảm không nên dây dưa không có kết quả. Tử vi tuổi Canh Thân, thuộc mệnh Mộc. Ngày khó có tài lộc hoặc việc mong cầu khó có kết quả, có sự buồn phiền, gặp trắc trở đôi chút. Không nên vì những chuyện nhỏ nhặt mà quên đi mục đích chính của mình. Chịu hao tốn một chút mà giữ được lâu dài. Ngày có nhiều sự việc đến phải giải quyết hoặc giao tiếp. Có cuộc vui nhỏ. Tử vi tuổi Nhâm Thân, thuộc mệnh Kim. Càng hành động thì càng bị ràng buộc rắc rối, hoặc phải làm trong tình trạng bị ép uổng, miễn cưỡng, bị trách oán. Cũng không nên tin tưởng vào kinh nghiệm, tay nghề của mình, chưa hẳn đã là phù hợp. Mọi việc chưa có thể kết thúc, nên chờ vào một dịp khác. Có tài lộc nhỏ. Hao tài về tu bổ, sửa chữa, mua sắm, giao thiệp. Có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, hoặc có tin. Tử vi tuổi Dậu. Nhờ có tam hợp phù trợ, người tuổi Dậu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Sự quyết đoán có thể giúp bạn trở thành người dẫn dắt người khác, giúp tập thể đạt được thành công. Tuy nhiên, bạn đang nói năng, cư xử quá mức thẳng thắn. Dù làm việc ở vị trí nào, khi có ý định phê bình ai, bản mệnh cũng nên sử dụng những từ ngữ uyển chuyển, giúp người nghe dễ tiếp thu hơn, tránh gây tổn thương người khác. Hỏa khắc kim, mối quan hệ giữa bản mệnh và con cái không quá hài hòa, có thể là vì bạn luôn áp đặt suy nghĩ của mình và bắt con trẻ nghe theo. Hãy học cách lắng nghe con cái nhiều hơn, nếu không quan hệ đôi bên sẽ ngày một căng thẳng. Tử vi tuổi Ất Dậu, thuộc mệnh Thủy. Ngày có nhiều sự bận rộn, lo âu về công việc làm ăn cũng như về tình cảm, sức khỏe của mình và người thân, bè bạn. Trong thâm tâm có điều khó nói với người mình cần giải quyết hoặc gặp trở lực trong vấn đề, không biết tiến hay thoái sao cho thuận lợi. Hãy ngồi yên sẽ tìm được phương hướng vào một ngày khác. Có tin buồn, tài lộc dễ hao, ngày khó có việc gì mà làm nên. Tử vi tuổi Đinh Dậu, thuộc mệnh Hỏa. Không nên tin tưởng vào sự suy tính của mình dù có đúng ở trong quá khứ. Không nên tin tưởng vào lời nói hoặc ý kiến của người khác, chưa hẳn đã là sự trung thực. Nếu làm ăn thì cần phải đề phòng tiểu nhân dòm ngó hoặc tung tin xấu sai lạc. Việc mong cầu về tiền bạc không tốt, chỉ có được chút ít, dễ hao về chuyện mua sắm tu bổ, sửa chữa. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thuộc mệnh Thổ. ngày có nhiều biến động bất ngờ, dự tính việc này lại ra việc khác, có những sự việc hoặc con người không mời mà đến, nên bình tĩnh giải quyết trong mọi việc, nghe ý kiến của người khác sẽ không đúng. Ngày có sự hao tốn về tiệc tùng, mua sắm, có tài lộc hoặc có người đề nghị về vấn đề tiền bạc, làm ăn, quà tặng, lộc ăn. Có tin tức ở xa, nên cẩn trọng khi di chuyển, đi xa, có tin buồn về tai nạn, bệnh tật. Tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc. Không nên chần chừ, hãy tự quyết định di chuyển, thay đổi hoặc ra đi. Nên thực hiện những gì đã có dự tính hoặc thỏa thuận, hẹn hò ở quá khứ và nên đúng hẹn. Ngày có sự gặp gỡ, hẹn hò, tiệc tùng, có tài lộc, lộc ăn, quà tặng, mua sắm, và mình cũng có hao tốn chút ít về chuyện này. Tử vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim. Ngày có nhiều biến động bất ngờ, dự tính việc này lại ra việc khác, có những sự việc hoặc con người không mời mà đến, nên bình tĩnh giải quyết trong mọi việc, nghe ý kiến của người khác sẽ không đúng. Ngày có sự hao tốn về đám tiệc, mua sắm, sửa chữa. Có tài lộc hoặc có người đề nghị về vấn đề tiền bạc, làm ăn, quà tặng. Tránh gây gỗ, thị phi, đề phòng rủi ro. Có tin buồn. Tử vi tuổi Tuất. Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa người tuổi Tuất và cha mẹ rất hòa thuận. Bản mệnh luôn tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước. Bạn hiểu rằng kinh nghiệm của người đi trước là vô cùng quý báu. Với nửa kia, bạn là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Bạn luôn giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc nhà, dù đi làm có phải chịu áp lực nhiều đến đâu. Giúp đỡ hay trò chuyện với nửa kia luôn khiến bạn cảm thấy thư giãn hơn nhiều. Chính ấn khuyên bạn hãy nuôi tham vọng trong công việc. Bạn không nên dễ dàng hài lòng với thực tại, bởi khả năng thực sự của bạn có thể đưa bạn tiến xa hơn nhiều. Tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc mệnh Hỏa. Dính líu vào chuyện tình cảm sâu đậm sẽ không đi đến đâu, tất cả chỉ là dự tính, hoặc chỉ là tình cảm ban đầu, có tính cách ngoại giao, lịch sự chứ không phải là thật lòng. Có tin tức về tình cảm, sức khỏe của người thân như sinh nở, chữa bệnh, hôn nhân, kết bạn. Trong công việc làm nên có sự dè chừng, chưa chắc công việc có tính lâu dài, dễ bị bỏ ngang, hoặc phải thay đổi theo kế hoạch khác. Chuyện mong cầu về tiền bạc còn xa, hoặc nếu có cuộc hẹn thì chỉ có tin tức. Tử vi tuổi Bính Tuất thuộc mệnh Thổ. Có người khác phái đến nhờ mình hỏi ý kiến hoặc giúp giải quyết vấn đề khó khăn. Cần phải có sự khéo léo khi nêu ý kiến, vì còn những yếu tố khác mà mình chưa biết được. Chỉ nên làm việc bình thường, không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện sẽ không có kết quả. Có tin không tốt của người trên hoặc quý nhân. Tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc mệnh Mộc. Hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, không nên để sự việc hoặc người đến gây áp lực hoặc buộc mình phải theo. Chớ nóng nảy hoặc buồn phiền khi nghe tin không vừa ý. Sẽ có cách giải quyết nhưng không phải là ngày hôm nay. Chớ tranh cãi, phân giải. Chỉ nên ngồi yên và chờ đợi. Hãy an vui về tình cảm với chính mình hoặc với gia đình. Tài lộc trung bình, có tin vui. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc mệnh Kim. Mọi việc nên chậm rãi giải quyết, và nếu có thể được thì nên thay đổi tình trạng hiện tại sẽ có sự tốt đẹp. Đi đâu cũng nên có lời nhắn, vì sẽ có người hoặc quý nhân tìm đến, hoặc có tin xa. Nếu có hẹn thì nên đến đúng hẹn, vì cũng có người mong muốn công việc như mình. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc mệnh Thủy. Chuyện tình cảm chưa phải là lúc quyết định, dù đã có ước hẹn hoặc có dự tính gặp gỡ. Về việc làm, hãy tự mình quyết định lấy số phận của mình, không nên để sự việc hoặc người khác đến gây áp lực hoặc buộc mình phải theo. Mọi việc sẽ có cách giải quyết nhưng không phải là ngày hôm nay. Chớ tranh cãi, phân giải. Chỉ nên ngồi yên và chờ đợi. Hãy an vui về tình cảm với chính mình hoặc với gia đình. Tài lộc trung bình, có tin vui. Tử vi tuổi Hợi. Dưới tác động xấu của tương xung, người tuổi Hợi thích thể hiện quan điểm của bản thân mình nhưng lại không ý thức được hoàn cảnh và đối tượng giao tiếp với mình. Bạn đang múa rìu qua mắt thợ và tự đẩy mình vào tình huống khó xử đấy. Bạn là người có tham vọng, nhưng để muốn chứng minh bản thân mình thì bạn cần phải có một khoảng thời gian dài cố gắng, chứ không nên vội vàng vì muốn nhanh chóng đạt được thành công. Hãy lập cho mình một kế hoạch với đích đến cụ thể. Thủy khắc Hỏa, bạn và nửa kia chẳng được như ý trong ngày hôm nay. Bạn có thể cảm thấy nửa kia không hiểu được ý muốn của mình. Nếu có bất mãn trong lòng thì bạn nên nói ra để đôi bên cùng giải quyết, đừng giấu trong lòng rồi thầm bất mãn. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc mệnh Hỏa. Ngày xung của bổn mạng. Việc như thế nào thì cứ để yên, không nên toan tính hấp tấp vội vàng, chỉ làm cho vấn đề thêm rắc rối. Công việc dễ bị bỏ dở hoặc ngưng ngang do các sự kiện khách quan bên ngoài đưa đến, hoặc có sự hư hại, hoặc có tin không tốt, không thuận lợi khiến cho mình không để tâm vào công việc trọn vẹn. Sự đi và ở đều khó quyết định. Tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc mệnh Thổ. Ngày xung của bổn mạng. Làm gì cũng nên cẩn thận, dễ gặp sự rủi ro bất ngờ hoặc có những sự việc xảy ra làm cản trở công việc hoặc dự tính của mình. Nếu có hội họp, đình đám, nhóm bạn cũng không nên bị lôi cuốn vào những chuyện không có lợi mà còn đưa đến phiền lòng. Chờ đợi tin tức chưa có hoặc chỉ nhận được tin không tốt. Tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc mệnh Mộc. Ngày xung của bổn mạng. Nếu có toan tính việc đi xa, di chuyển hoặc tiến hành công việc không nên e ngại sự trắc trở, không đúng hẹn, không đúng với dự tính. Mọi việc sẽ có kết quả và có quý nhân, bè bạn giúp đỡ. Tuy nhiên nếu đã thành công thì không nên tiến thêm, dù là chuyện tình cảm cũng vậy. Tài lộc tốt. Tử vi tuổi Tân Hợi thuộc mệnh Kim. Ngày xung của bổn mạng. Nếu có người đến đề nghị công việc hoặc hợp tác thì nên chấp nhận. Nên có cuộc hẹn hoặc đi gặp gỡ sẽ có lợi. Ngày có tài lộc hoặc gặp được chuyện như ý. Tử vi tuổi Quý Hợi thuộc mệnh Thủy. Ngày có nhiều tin buồn hoặc sức khỏe không tốt, gia đạo bất an, hoặc bận rộn vì chuyện tu bổ, sửa sang, mua sắm, chữa bệnh. Sự mong cầu về tiền bạc còn chậm, nếu có thì cũng phải có sự chi phí khá nhiều. Đi xa bất lợi, có tin xa, việc đời còn lắm ngang trái buồn phiền, nếu có gặp trở lực hoặc lâm vào thế kẹt cũng không nên chán nản, sẽ có người giúp đỡ mình, và mọi chuyện sẽ qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.